Sáng nay, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp triển khai xây dựng mô hình chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Kế hoạch lựa chọn 6 xã phường thuộc 6 huyện thành phố để triển khai thí điểm xây dựng mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thời gian thực hiện từ nay đến tháng 12 năm 2023, từ năm 2024 trở đi sẽ triển khai thực hiện ở các xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, đối với hoạt động của chính quyền sẽ triển khai bảo đảm công khai, dân chủ, hướng tới chính quyền điện tử, bảo đảm cơ sở vật chất, môi trường công sở văn minh, thân thiện, xây dựng hoạt động của chính quyền theo hướng gần gũi, thân thiện. Đối với cán bộ công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, nhân viên, chiến sĩ lực lượng công an cơ sở có trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Huy và đồng chí Quách Thị Hương đánh giá cao sự chủ động của các cơ quan liên quan trong việc phối hợp triển khai xây dựng mô hình chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để việc triển khai mô hình đem lại hiệu quả, cần chú trọng tuyên truyền, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, có trách nhiệm cao, phân công rõ trách nhiệm đơn vị đầu mối để tổng hợp và có đánh giá, rút kinh nghiệm ở những mô hình điểm trước khi triển khai trong toàn tỉnh. Các đơn vị liên quan cần triển khai tập huấn để giúp cán bộ công chức ở cơ sở nâng cao năng lực công tác dân vận, tính chuyên nghiệp trong cách thức ứng xử giao tiếp. Quyết tâm trong tháng 3 năm 2023 sẽ ra mắt 6 mô hình điểm chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp.